À, xin chào các bạn, video này Danh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt một cái ví dụ thực tế. À, chúng ta sẽ sử dụng cái con bit 1687BA để chúng ta giao tiếp với lại cái module cảm biến RF05 và chúng ta đo cái khoảng cách. Ở đây mình thêm một cái LCD nữa để chúng ta hiển thị cái khoảng cách mà chúng ta đo được. Thì các bạn xem sơ lược về cái kết nối phần cứng. À, đây là khối tạo dao động này. À, còn thạch anh ở đây mình sử dụng là 8M. À, chân master clean mình nối lên trên nguồn 5V. Giao tiếp với LCD thì mình sử dụng LCD 16x2. Chế độ giao tiếp là 4 bit. À, cái bit cao này D4 nối với lại RD4, D5 nối với lại RD5, D6 nối với lại RD6 và D7 nối với lại RD7. À, cái chân E mình nối với lại RD3, chân RS mình nối với lại chân RD2, chân RW mình nối xuống mat, chân nguồn VSS nối xuống mat, VDD nối lên nguồn. Còn cái chân VEE thì chúng ta sẽ sử dụng một cái combin trợ, một đầu nối lên nguồn, một đầu nối xuống mat. Còn cái chân giữa thì chúng ta nối vào cái chân VEE để chúng ta chỉnh cái độ tương phản của màn hình LCD. À, về cái con cảm biến siêu âm thì chúng ta có cái chân cấp nguồn cộng 5V, chúng ta sẽ nối lên nguồn 5V luôn. Chân cấp nguồn mát chúng ta sẽ nối xuống GND. À, chân trigger thì chúng ta sẽ nối với lại cái chân RD0 để chúng ta tạo cái xung kích. Chân echo thì chúng ta sẽ nối với lại chân RD1. Để chúng ta chân echo này nó sẽ báo cho con vi điều khiển biết là đã có xong phản hồi để chúng ta tính thời gian và chúng ta tính ra được cái khoảng cách. Thì đây là toàn bộ cái sơ đồ mạch mà Nhân sẽ sử dụng trong cái bài này. Thì tại vì cái cảm biến siêu âm này trên Rotate mình mô phỏng không có mô phỏng được. Cho nên mình sẽ lắp một cái mạch thực tế ở trên testboard. Thì được ra cái mạch này mình đã lắp rồi. Mình quay một đoạn video lại cho các bạn xem thử cách nó hoạt động. Thì ở đây các bạn thấy khi mà mình dịch chuyển cái thẻ nhân viên thì các bạn thấy cái khoảng cách ở trên đo được ở trên cái màn hình LCD nó sẽ thay đổi. Mình đưa ra xa và mình đưa lại gần lại. Thì nó đo cũng tương đối là chính xác. Bây giờ các bạn xem cái code chương trình, Dân sẽ giải thích cho các bạn. Thì ở đây cái project này Dân đã tạo sẵn rồi nhé. Cái phần config cho cái project thì các bạn khai báo là sử dụng thạch anh là 8M, tại vì lúc thiết kế mạch đó mình sử dụng thạch anh ở đây là 8M này. Nó thay đổi như vậy thôi. Ở đây là có khai báo kết nối cho LCD. Thì cái chân của LCD mình nối vào cái bit của board D. Nối chân LCD D7 vào chân RD7 nữa. D6 vào chân RD6, D5 vào RD5. Chân D4 vào RD4 và chân Enable vào chân RD3. Chân Register Select chúng ta nối vào chân RD2. Còn cái này là khai báo cái thanh ghi DDR để chọn hướng cho cái chân đó. Thì toàn bộ phần này chỉ là khai báo kết nối LCD thôi. Phía dưới này mình khai báo kết nối với lại cái module cảm biến SRF05 của mình. Thì đây các bạn có thể bắt chước theo cái cách khai báo kết nối LCD này để các bạn khai báo cách kết nối với lại cái module khác. Thì khi khai báo kết nối đó chúng ta sẽ khai báo hai phần. Thứ nhất là chúng ta nối vào cái chân nào thì các bạn khai báo cái thanh ghi board ha. Ví dụ như là cái chân trigger mình nối vào cái bit RD0 thì các bạn sẽ khai báo này SRF05 trigger được nối vào tại cái chân RD0 bit. Ngoài ra chúng ta phải khai báo thêm cái bit direction nữa, cái bit mà chọn cái hướng á, cái hướng cho dòng dữ liệu đó.
thì chúng ta dùng cũng tương tự như trên ha, bit RF05 trigger direction chúng ta nối với lại SDD bit SDD0 ha, SDD0. Thì ở đây chúng ta sử dụng là RD0 thì ở dưới sẽ là SDD0. Tương tự như vậy cho cái chân echo. Thì chân echo mình nối vào RD1. Thì ở đây mình khai báo thêm cái bit chọn hướng của nó là SDD1 bit. Và mình khai báo một cái biến ở đây là một cái biến qin, biến thai để nó lâu cái thời gian mà mình đo được đó, từ lúc mà mình phát ra cái sum cho đến lúc mình nhận về là mất bao nhiêu lâu thì mình sẽ lâu trong cái biến thai này. Thì thật ra cái biến thai này mình có thể khai báo là biến toàn cục ở ngoài này cũng được, hoặc là các bạn có thể khai báo là biến cục bộ ở trong Hamming cũng được. Rồi một cái biến nữa để lâu cái khoảng cách mà mình tính ra. Thì cái khoảng cách là mình sẽ đo cái đơn vị của khoảng cách là ở cm. Mà cái tầm cảm biến của mình có thể đo được là từ từ 3 khoảng 2 3 cm gì đó cho đến khoảng 4 mét khoảng 4 mét. Thì bài này mình đo khoảng cách ngắn thôi. Cho nên mình khai báo cái biến khoảng cách này là kiểu anh sai cha. Tức là mình chỉ đo khoảng tầm 2 mét rưỡi trở lại thôi. Rồi ở đây mình dùng cái lệnh ADCON 1 O với lại 0x07 để mình tắt cái bộ ADC đi, không sử dụng bộ ADC. Cái chân của analog nó sẽ cái chân mà có đa hợp với lại chức năng analog đó, nó sẽ sử dụng là IO bình thường thôi, không không có sử dụng chức năng analog. Và đây chúng ta khai báo chúng ta khởi tạo cái chân mà chúng ta nối với lại cái cảm biến đó. Thì chúng ta cho cái bit chọn hướng của cái chân đó bằng không hết để cho cái chân đó nó hiểu là ngõ ra. Chỗ này là cái chân trigger thôi, trigger là sẽ là ngõ ra, còn cái chân echo là ngõ vào. Thì cái bit direction của nó phải bằng một. Thực ra cái bit direction này chính là cái bit DDR của cái chân tương ứng đó, cái bit data direction trong tên ghi DDR. Và chúng ta khởi tạo LCD và chúng ta gửi cái lệnh LCD cái shut off để nó tắt cái con trỏ đi, không hiển thị con trỏ trên LCD. Thì phần này quen thuộc rồi, trong cái phần giao tiếp với LCD mình đã nói rất là rõ. Và mình hiển thị ra hai cái dòng, dòng thứ nhất là hiển thị ngay tại vị trí 11 là cái chữ khoảng cách, cái nhãn khoảng cách, sau đó đến cái giá trị mà mình đo được, mình sẽ điền vào cái vị trí này, cái đơn vị sẽ là cm. Còn cái thứ hai là một cái dòng chữ giới thiệu cái kênh YouTube channel của mình thôi. Bây giờ mình sẽ đi khởi tạo chữ cái thêm một. Mình sẽ sử dụng thêm một để mình đo. Tại sao mình lại sử dụng thêm một? Thì cái thêm một của con bit nó là thêm 16 bit, 16 bit. Và mình sử dụng cái tần số thạch anh là 8M. 8M thì trong con bit nó có cái bộ chi 4 đúng không? Như vậy là cái tần số thật sự nó chạy sẽ là 2M. 2M. Và ở đây mình chọn cái tỷ lệ bộ chi trước là 1,2. 1,2 cho nên cái tần số cấp cho cái bộ đếm nó sẽ là 1M. 2M mà chia 2 ra thì còn lại 1M. Và chúng ta có thể đếm tối đa lên đến giá trị là 65.536 36 giá trị 535 với tổng, tức là 65.536 giá trị rồi. Thì tại vì cái sum cấp cho cái timer là 1M cho nên cái chu kỳ của nó sẽ là 1 micro giây. Và tại vì timer 16 bit cho nên chúng ta có thể đếm được khoảng 65.536 micro giây, là khoảng 65 mili giây nha, 65 mili giây. Thì với cái khả năng đó nó có thể đo được cái sum echo của cái cảm biến, tại vì chúng ta biết là cái sum echo nó chỉ ở mức cao trong tối đa là 30 mili giây thôi. Thì ở đây mình chọn cái timer 1. Thì mình khởi tạo timer 1 như sau. Đầu tiên là mình cho cái bit chọn nguồn sum clock đó. Timer 1 clock suột nè. Trong thanh ghi T một một con ha, mình cho nó bằng 0 để mình chọn là nó sẽ đếm cái sum nồi.
và mình chọn cái bộ chi là 12 nha. Cái bit chọn bộ chi thay 11, clock prescale là 1, cái bit thứ 1 là bằng 0, còn cái bit thứ 0 là bằng 1. Thì thật ra hai cái lệnh này là để chọn cái tỷ lệ bộ chi trước là 12. Bây giờ trong vòng lặp while 1 mình sẽ tạo cái xung trigger để cho con cảm biến của chúng ta nó phát cái sóng âm đi. Thì đơn giản là cho cái chân trigger là mức 1, sau đó delay khoảng 15 mili giây. Cái điều kiện tối thiểu là phải giữ cái chân trigger ở mức 1 trong vòng 10 mili giây đúng không? Thì đây mình giữ nó trong vòng 15 mili giây. Sau đó mình sẽ cho cái chân trigger xuống mức 0. Lúc đó cái sóng âm nó bắt đầu phát ra. Và lúc này mình phải kiểm tra xem cái chân echo của mình nó có lên mức 1 chưa. Nếu mà nó chưa lên mức 1 đó, nó có bằng 0 đó, thì mình sẽ cho nên đứng tại đây. Còn nếu mà nó đã lên mức 1 rồi thì mình sẽ cho cái timer bắt đầu đếm. Bằng cách là cho cái bit timer 1 on này là mức 1. Rồi sau đó mình sẽ đợi. Ở đây mình sử dụng cái phương pháp là đợi cái sum echo này nó xuống mức 0 lại. Khi nào mà nó còn ở mức 1 thì đứng đi đợi cho tới khi nào bằng mức 0 đi thôi. Bằng mức 0 thì nó sẽ xuống. Nó thực hiện tiếp cái lệnh phía dưới là nó cho dừng cái timer 1 lại. Rồi sau đó mình sẽ load hai cái thanh ghi TMRH1 và TMR1H nhé, tức là thanh ghi chứa 8 cái bit cao đó, và cái thanh ghi TMR1L là thanh ghi chứa 8 bit thấp. Mình sẽ gộp hai thanh ghi này lại vào trong cái biến thai. Đây là hai thanh ghi 8 bit. Còn cái thai của mình khai báo là kiểu anh sẽ in đúng không? Anh sẽ in là 16 bit trong MirrorC, kiểu in là kiểu 16 bit. Và mình gộp hai cái thanh ghi này lại vào một cái giá trị là thai. Thì thai ở đây chính là cái khoảng thời gian mà mình đo được luôn, và đơn vị của nó là micro giây luôn. Tại vì như mới nãy mình tính đó, thì cái bộ đếm của chúng ta cứ mỗi micro giây nó sẽ tăng lên một đúng không? Như vậy là cái biến thai nó chính là cái khoảng thời gian tính theo micro giây của cái sum echo mà nó ở mức cao luôn. Rồi sau khi có thời gian rồi mình sẽ xét cái điều kiện, mình xem cái thời gian này nó có lớn hơn 100 và nó có nhỏ hơn 25.000 hay không. Thì nếu mà cái biến thai của mình mà nằm trong cái khoảng này là mình nó là hợp lệ. Còn nếu nằm ngoài ngoài cái khoảng này thì có thể là cái vật của chúng ta nó nằm quá gần cái cảm biến và nó đo không được, hoặc là nó nằm quá xa cái cảm biến cho nên cái xung trở về không thấy sau sau 30 mili giây đó, thì nó tự động cho cái chân echo xuống mức thấp lại. Cho nên chúng ta phải xét cái điều kiện này để chúng ta biết là cái thời gian chúng ta đo được có hợp lệ, nằm trong cái điều kiện hợp lệ hay không. Sau đó chúng ta tính ra cái khoảng cách, thì cái công thức tính này chúng ta đã biết rồi. Tính ra khoảng cách D sẽ bằng thời gian chia cho 58 đúng không? Sau khi tính ra khoảng cách rồi thì chúng ta sẽ hiển thị khoảng cách lên trên LCD bằng cách là chúng ta tách cái hàng trăm ra, tách cái hàng trăm ra bằng cách là lấy khoảng cách chia lấy nguyên cho 100 và chúng ta cộng cho 0x30 để chúng ta đổi cái hàng trăm đó sang mã ASCII, và chúng ta hiển thị dùng cái hàm LCD char để hiển thị cái hàng trăm ra tại vị trí là cột thứ 11 của dòng 1. Tương tự như vậy, chúng ta tính ra cái hàng chục bằng cách là chia lấy dư cho 100, sau đó chia lấy nguyên cho 10 và chúng ta cộng thêm 0x30 để đổi nó sang mã ASCII, và chúng ta xuất ra cái vị trí tiếp theo, tức là vị trí tại dòng 1 cột thứ 12, chúng ta sẽ xuất hàng chục. Và cuối cùng là chúng ta xuất hàng đơn vị thì với cách tính tương tự. Còn ngược lại, nếu mà cái khoảng cách cái khoảng thời gian của chúng ta mà không có hợp lệ thì chúng ta sẽ xuất ra một cái tự gì đó đặc biệt ngay tại vị trí mà chúng ta xuất ra cái số cái khoảng cách mà chúng ta đo được đó. Thay vì phía trên này là chúng ta xuất ra khoảng cách đúng không? Còn phía dưới này chúng ta sẽ xuất ra cái tự đặc biệt gì đó để chúng ta biết là nó vượt quá cái tầm đo của cảm biến rồi. Thì cái phần này chỉ là xử lý hiển thị thôi. Rồi sau khi tính xong cái khoảng cách và xử lý hiển thị thì mình sẽ reset cái giá trị đếm của timer lại bằng cách là cho hai cái thanh ghi của timer này về không hết, và mình delay 1 giây. 1 giây có nghĩa là cứ mỗi giây thì mình đo khoảng cách một lần, và mình cập nhật lên lại cái LCD là như vậy đó.
Đó. Thì đó là toàn bộ cái code của cái chương trình. Thì cái này chắc cũng không có gì khó khăn lắm ha các bạn. Thì cái code này mình sẽ nén lại và mình upload lên, các bạn có thể download cái code này về tham khảo. Code này mình sẽ để link ở phía dưới cái phần mô tả của video đó. Đó, còn cái kết quả chạy chương trình thì mình đã cho các bạn xem trước rồi. Thì video của mình đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.